Đấy, chào các bác nha, đây giới thiệu các bác là xưởng giặt chăn của anh Châu ở xã Giàu Nhất, Thường Tín, cạnh tỉnh Tứ Xuyên. Đấy, hôm vừa rồi mình về thì nhà anh ấy sạch bong rồi, kết thúc mùa rồi, bởi vì là anh chơi cái máy giặt rất là to nên là mấy hôm trước. Đấy, ông chăn nghi ngút nhưng mà không thấy, nghe bảo là ngày kiếm được mấy củ, mà về hóa ra là anh kiếm mấy củ từ buôn gỗ với cả đi đào củ gì để ngâm rượu. Chăn hóa ra là người phụ, nhưng mà hóa ra kiếm mấy triệu, không phải là người chính là chăn. Đấy, nghi ngút này thôi, nhưng mà hôm về là anh ấy đã hết mùa rồi. Tầm này các bác ở các nơi đã hết chăn chưa? Đấy, đây là anh Châu rồi. Nhìn chung là dân Vạn Điểm đầu tư rất hoành tráng. Đấy, được cái là gấp gọn gàng, nhìn phong cách gấp nhìn rất là vuông đẹp. Neo lên quả tời điện ngon lành như kiểu thang máy luôn. Nguyên cái dàn khung phơi này là anh ấy phải hàn riêng, bởi vì cái đất ở cái làng nó đắt, nên là nguyên hàn cái sàn để làm cái chăn này mất 1 lít. Đấy, sàn bằng thép chịu lực hết, bác thấy không? Đây là diện tích nó ít, đâm ra là phải đá, nhìn không, tất cả sàn thép này, nguyên cái chỗ này anh bảo là dựng nhìn rất chắc chắn. Bình thường mình chỉ gì ấy, sàn bằng nhà bác nào chịu khó đầu tư là anh phơi chăn, nó phải phơi như này nó mới nhanh khô. À, trung bình một cái xào chỗ này phơi được khoảng 40 cái chăn, 40, tầm 40 cái chăn. Đấy. Đấy. Hôm nào mà vui vui mà nó có mưa thì may là có cái mái thì chỉ chạy ngoài rìa thôi. Còn đâu hôm nào bác nào có cái video cho xin cái video chạy chăn lúc trời mưa up lên cho anh em xem. Nhà không thiếu gì ngoài điều kiện. Thì là con đặt khoảng 35 cân. Đặt khoảng 4 cái chăn một mẹ. Không biết là của hãng nào nhưng lớp sáng loáng. Nhìn cực kỳ ngon. Đúng không? Để giới thiệu thì các anh em các bác sau có bác nào khủng hơn review chứ mô hình của anh này nó vẫn bình thường thôi, vì thu nhập vài triệu nhưng mà đều là từ làm gỗ hết các bạn, chứ không phải là từ chăn đâu. Đấy.